Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Bánh ít nhân dừa là một trong những món bánh truyền thống thơm ngon, dân dã của người miền Tây. Cách làm bánh ít nhân dừa từ những nguyên liệu đơn giản dễ tìm. Bánh ít thích hợp làm vào những ngày lễ Tết để dâng cúng ông bà tổ tiên và cũng là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Với vỏ bánh dẻo dai, nhân bánh ngọt bùi thơm. Đặc biệt với cách làm này đảm bảo sẽ thành công ngay từ lần đầu tiên. Và cách làm như thế nào thì Mai mời cả nhà mình cùng vào bếp với Mai nha. Nguyên liệu để làm bánh ít thì ở đây Mai dùng 250g dừa nạo. Khi nạo chúng ta chỉ lấy phần cơm màu trắng, mình đừng nạo sát quá, nếu không sẽ bị dính gáo dừa. Nếu như mà dính gáo dừa thì nhân sẽ bị sạm. 250g đường cát cùng với 60g đậu phộng. Đậu này Mai đã rang chín giòn và đã giả dập nhỏ ra luôn rồi. Cuối cùng là 2 muỗng cà phê muối, 600g bột nếp. Và Mai sẽ dùng thêm tầm khoảng 1 chén dầu ăn để tạo độ chống dính trong lúc vò bột. Trước tiên thì Mai sẽ xào nhân, cho 100ml nước lọc vào chảo. Cho vào 120g đường, 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình khuấy cho đường tan ra. Khi thấy đường đã tan và sôi lên như vậy nè, thì lúc này chúng ta cho tất cả dừa nạo vào để sên. Rồi mình đảo đều tay. Mình để lửa dưới mức trung bình nha. Rồi mình sên cho đến khi thấy dừa thấm hết nước đường và ráo nước, thì lúc này Mai sẽ cho đậu phộng vào. Rồi liên tục đảo đều. Khi phần nhân đã khô ráo rồi thì lúc này Mai sẽ tắt bếp và mình để ở đây cho nhân nguội. Bây giờ sẽ đến công đoạn nấu nước đường để pha bột. Cho 130g đường vào nồi, 1 muỗng cà phê muối, 500ml nước lọc. Rồi chúng ta khuấy cho đường tan ra. Khi thấy đường đã tan và nước sôi lăn tăn như vậy nè, thì mình tắt bếp nha. 600g bột Mai đã cho vào thau. Lúc này nước đường còn nóng, chúng ta từ từ cho nước đường vào. Rồi trộn đều lên để cho bột tơi ra. Mình cứ từ từ vừa cho nước đường vào và vừa trộn bột lên nha. Làm như vậy á, mình dễ canh bột hơn. Sau đó thì Mai sẽ dùng tay để nhồi bột. Trong lúc nhồi bột, nếu như mà thấy bột khô thì mình cho thêm nước vào. Và cũng tùy theo từng loại bột, bột mới hay cũ thì lượng hút nước sẽ khác nhau. Nếu như mà bột cũ thì độ hút nước của bột sẽ nhiều hơn là bột mới. Và để bánh được dẻo mịn ngon thì công đoạn nhồi bột rất là quan trọng. Nhồi bột càng lâu thì vỏ bánh sẽ mịn hơn. Và chúng ta nhồi bột đều tầm khoảng 15 phút là được ha. Và để nhận biết là bột đã đạt chưa thì mình kiểm tra xem là bột đã mịn chưa ha. Nếu như mà còn lợn cợn bột thì mình tiếp tục nhồi tiếp cho đến khi mịn là được. Bột như vậy là đạt nè cả nhà. Khi nắn bột dẹp ra, bột có hiện tượng chảy nhẹ, không có bị nhão. Nếu như mà bột khô thì sẽ hiện rõ những cái đường đứt khúc. Nếu như mà mình thấy bột khô thì chúng ta cho thêm nước vào để nhồi tiếp ha. Khi nhồi bột xong thì mình sẽ đậy nắp kính lại tầm khoảng 30 phút để cho bột nở. Trong lúc chờ bột nghỉ thì Mai sẽ vò viên nhân. Tùy theo anh chị thích làm bánh to hay nhỏ thì mình vò viên cho phù hợp ha. Kích cỡ nhân thì tầm khoảng 15 cho đến 25 gram là được. Mai sẽ làm bánh vừa, vì vậy Mai vò viên nhân khoảng 20g. Và cứ tương tự như vậy chúng ta vò cho hết phần nhân còn lại ha.
Tất cả nhân Mai cũng đã vò xong hết rồi. Với lượng nhân này á, Mai đã làm được là 15 viên cỡ này ha. Ủ bột cũng đã được 30 phút rồi. Lúc này á, mình kiểm tra lại một lần nữa. Nếu như mà thấy bột còn khô thì chúng ta cho thêm một ít nước vào và tiếp tục nhồi. Còn nếu như mà không khô thì mình tiến hành làm bánh nha. Mai sẽ ngắt một cục bột nè và mình ấn dẹp ra. Thấy bột mềm thì mình làm bánh được. Còn nếu như mà thấy bột đứt khúc thì mình tiếp tục cho nước vào và nhồi thêm. Bây giờ thì Mai sẽ tiến hành vò viên bánh. Ngắt một lượng bột to hơn gấp đôi viên nhân. Sau đó thì vo tròn. Rồi ấn dẹp bột ra. Mình dàn bột mỏng ha. Nếu như mà anh chị thích ăn bột nhiều thì mình làm bột dày. Còn thích ăn ít bột thì mình dàn mỏng bột ra. Rồi Mai sẽ đặt viên nhân ở giữa. Sau đó túm các mí bột lại với nhau. Mình vo giống như là làm chè trôi nước vậy ha. Mình túm kính lại nè. Rồi cái phần bột nào mà dư á, thì chúng ta ngắt ra bớt ha. Sau đó thì mình vo tròn lại. Sau khi vo tròn xong kính các mí gấp rồi á, thì Mai sẽ cho viên bột này vào trong tô dầu ăn. Ngâm viên bột trong dầu ăn sẽ giúp cho bột không có bị chảy khi mà để ở bên ngoài. Đồng thời á, sẽ tạo lớp chống dính cho bánh khi mà gói lá. Bởi vì loại bánh này á, rất là dễ dính lá. Để gói một cái bánh ít thì ở đây Mai dùng 2 miếng lá chuối. Một lá nhỏ tầm khoảng 1 gang tay. Còn một lá to thì gấp rưỡi lá nhỏ. Nếu như mà anh chị sợ thiếu thì mình xé to hơn để cho dễ gói ha. Trước tiên thì Mai sẽ dùng lá nhỏ để gói bên trong. Mình sẽ dùng mặt láng để gói. Mai thoa một ít dầu ăn lên trên. Mình thoa dầu ăn lên để bánh không có bị dính vào lá ha. Sau đó thì quấn lá thành hình cái phiểu. Mình quấn như vậy nè, rất là dễ ha. Rồi cho bột đã ngâm dầu ăn vào. Sau đó thì mình sẽ gấp 4 góc lại. Mình gấp như Mai đang làm như vậy ha. Và để cho lá chuối mềm dễ gói thì chúng ta phơi nắng cho lá héo hoặc là mình trụng qua nước sôi cho lá mềm. Như vậy sẽ dễ gói hơn ha. Còn phần lá dư ở phía dưới nè thì mình gấp gọn lại. Như vậy là đã ra cái bánh hình tam giác đáy vuông rồi nè. Tiếp theo thì đến lá to. Mình sẽ đặt mặt láng của lá chuối ở phía dưới, tức là mặt ngoài của cái bánh. Sau đó thì đặt cái bánh vào giữa. Mình đặt xéo miếng lá ha. Rồi gấp miếng lá kín cái bánh lại. Vuốt định hình. Rồi mình gấp hai bên miếng lá dư lại. Mình gấp giống như là đang xếp máy bay giấy vậy ha. Gói bánh ít rất là dễ luôn. Chỉ cần vài thao tác thôi á, là đã xong một cái bánh rồi. Xong rồi ở dưới đáy nè. Mình gấp sát vào nhau. Còn phần lá dư này nè. Mình gấp lại. Rồi nhét vào khe dưới đáy của cái bánh. Như vậy là xong rồi. Rất là dễ phải không nè. Và mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết tất cả các phần nguyên liệu còn lại. Bánh ít đã gói xong rồi, thì bây giờ Mai sẽ đặt bánh vào xửng hấp.
Và cách để hấp bánh ít ngon, đẹp mắt thì khi đặt bánh vào xửng hấp thì mình úp bánh xuống để khi ra thành phẩm bánh sẽ có hình tam giác nha. Và mình đặt úp phần mí gấp lá xuống dưới để trong lúc hấp bánh không có bị bung lá. Lúc này Mai đã bắt nồi nước sẵn, nấu cho sôi, sau đó đặt xửng bánh vào. Đậy nắp lại và hấp thời gian là 40 phút. Lúc này bánh cũng đã chín rồi. Bây giờ thì Mai sẽ lấy bánh ra và để bánh ra ngoài rổ cho ráo nước. Đây, bánh ít đã hoàn thành xong rồi nè. Chiếc bánh bé bé rất là dễ thương ha. Bây giờ thì Mai sẽ gỡ lá ra xem là bên trong bánh như thế nào. Đang gỡ lá ra thôi á, mà mùi thơm của bánh tỏa ra ngào ngạt luôn. Rất là kích thích vị giác. Bánh tróc lóc luôn. Không có dính tí lá nào luôn nè. Vì vậy á, trong lúc mà vò viên bột, chúng ta phải thêm bước là ngâm viên bột vào trong dầu ăn, sau đó thì mới gói ha. Như vậy á, bánh không có bị dính lá. Để bánh ít ngon á, thì nên để bánh càng nguội thì ăn lại càng ngon hơn. Cầm chiếc bánh mềm mịn không dính tay. Nhồi bột mịn á, thì phần vỏ bánh đều, trong trẻo, không có bị lợn cợn bột. Nếu như mà nhồi bột không đều, sau khi mà hấp lên á, thì phần vỏ bánh sẽ bị lợn cợn bột, bị óc trâu ha. Vì vậy khi ăn sẽ có cảm giác là bánh bị sống. Đồng thời á, cũng sẽ không được đẹp mắt. Cắt bánh ra nhưng nằm trọn bên trong. Phần nhân và bột tương ứng với nhau. Vì vậy khi ăn sẽ không có cảm giác bị ngán. Đây anh chị xem nè. Vỏ bánh thì dẻo mềm, không có bị cứng ha. Nhưng thì ngọt dịu vừa ăn, cùng với vị béo bùi giòn giòn của đậu phộng, kết hợp với nhân dừa thơm lừng. Ăn rất là ngon, đúng vị quê hương. Với công thức này, Mai đã làm được 15 cái bánh. Bánh ít làm rất là dễ, tương đối nhanh. Vậy là Tết này anh chị có thể trổ tài làm bánh cho gia đình mình thưởng thức hoặc là đãi khách được rồi ha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Và nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.